Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Tắm trắng là một trong những phương pháp đem lại hiệu quả nhanh chóng cho làn da của Ngọc Trinh. Làn da trắng phát sáng tạo nên thương hiệu cho Ngọc Trinh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ để các bạn cùng biết 5 công thức tắm trắng tại nhà để có làn da trắng phát sáng tựa Ngọc Trinh. Thứ nhất, tắm trắng bằng nước chanh tươi. Nguyên liệu là chuẩn bị 5 đến 6 quả chanh tươi. Thực hiện bắt một lượng nước cốt chanh hòa cùng nước ấm. Sử dụng hơn hộp. Sử dụng hỗn hợp này thoa lên da và ủ trong vòng 15 phút và rửa lại bằng nước sạch. Nên áp dụng phương pháp này từ 3 đến 4 lần trên một tuần để đạt hiệu quả tối đa. Thứ hai, tắm trắng bằng bã cà phê và sữa tươi. Nguyên liệu chuẩn bị từ 1/2 chén bã cà phê, 100ml sữa tươi không đường. Thực hiện trộn hỗn hợp 1/2 chén bã cà phê cùng 100ml sữa tươi không đường. Sau đó thoa lên da, massage nhẹ nhàng để tẩy đi tế bào chết và rửa mặt sạch bằng nước sạch. Tiếp tục thoa hỗn hợp này lần thứ 2 và ủ trong thời gian từ 15 đến 20 phút và rửa sạch. Nên thực hiện từ 2 đến 3 lần trên một tuần. Thứ 3, tắm trắng bằng dầu dừa và cà phê. Nguyên liệu chuẩn bị 1/2 chén bã cà phê cùng 100ml dầu dừa. Thực hiện rót 2 muỗng nhỏ dầu dừa pha cùng bã cà phê thành hỗn hợp sánh mịn. Sau đó thoa hỗn hợp này lên da, massage nhẹ nhàng từ 3 đến 5 phút và rửa sạch. Tiếp tục ủ hỗn hợp này lần thứ 2 trong khoảng 10 phút và tắm sạch. Nên thực hiện 3 lần trên một tuần. Thứ 4, tắm trắng bằng đậu đỏ và sữa tươi. Nguyên liệu chuẩn bị 1/2 chén sữa tươi không đường, 1/2 chén bột đậu đỏ. Thực hiện trộn hỗn hợp này thành dạng đặc sệt, sau đó thoa lên da, massage nhẹ nhàng và ủ trên da từ 20 đến 30 phút và rửa lại bằng nước sạch. Nên thực hiện từ 2 đến 3 lần trên một tuần. Thứ 5, tắm trắng bằng nghệ và nha đam. Nguyên liệu 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, 2 muỗng cà phê gel nha đam. Thực hiện trộn hai hỗn hợp này theo tỷ lệ đã chuẩn bị và thoa nhẹ nhàng lên trên da, ủ trong khoảng thời gian 20 đến 30 phút rồi rửa sạch. Nên thực hiện 2 đến 3 lần trên một tuần. Vậy có những lưu ý gì khi tắm trắng tại nhà để đảm bảo an toàn? Chúng ta chỉ nên áp dụng những phương pháp tắm trắng này theo tần suất từ 2 đến 3 lần trên một tuần, không quá lạm dụng. Việc tắm trắng liên tục có khả năng khiến da bị phản ứng ngược, trở nên khô ráp, dễ ăn nắng. Vừa rồi, mình vừa chia sẻ cho các bạn biết 5 công thức tắm trắng tại nhà để có làn da trắng phát sáng tựa Ngọc Trinh. Nếu các bạn thấy video mình chia sẻ hay và có ý nghĩa, hãy cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.